Theo báo điện tử Chính phủ, luật nhà ở 2023, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, đã góp phần quan trọng tạo hành lang pháp lý đầy đủ, giúp thị trường bất động sản có thêm động lực để đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát triển theo hướng minh bạch, ổn định và bền vững. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thị trường bất động sản tại hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới trong kinh doanh dịch vụ bất động sản do Hội Môi giới Bất động sản tổ chức. Theo các chuyên gia tham dự hội nghị này, những quy định mới trong 3 bộ luật được cho là ưu việt hơn, khắc phục được các mâu thuẫn và chồng chéo trước đây, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi. Các điều chỉnh mới cũng tạo ra cơ chế rõ ràng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai của nước ta. So với luật đất đai năm 2013, luật mới này gồm 16 chương, bổ sung thêm chương về phát triển quỹ đất và tách riêng các chương về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Luật mới không chỉ là sự kế thừa và phát triển, mà còn là một cuộc cách mạng thực sự trong quản lý và sử dụng đất đai. Chia sẻ về luật đất đai tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, điểm nổi bật của luật đất đai năm 2024 là sự tập trung vào việc giải quyết những vấn đề tồn tại từ lâu trong quá trình quản lý đất đai, đồng thời tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn. Luật đã bổ sung nhiều quy định mới, mang tính đột phá, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Theo ông Bình, một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bãi bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, luật đất đai năm 2024 đã bỏ khung giá đất. Đồng thời, tại điều 159 luật này quy định, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ công bố bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Như vậy, việc bỏ khung giá đất đồng nghĩa với việc nhà nước không áp dụng mức giá tối thiểu và tối đa với từng loại đất nữa, mà thay vào đó, trước khi ban hành ra bảng giá đất của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, các quy chuẩn và giá đất, sự biến động về giá đất thực tế trên thị trường để xây dựng ra bảng giá đất. Ông Bình nhấn mạnh, đề cập về luật nhà ở 2023, Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, về tổng thể đã kế thừa luật nhà ở 2014, đồng thời luật hóa các văn bản hướng dẫn dưới luật có sửa đổi, bổ sung để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tương thích với các loại quy hoạch chuyên ngành khác. Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, hướng tiếp cận và quy định như vậy của luật nhà ở 2023 là vừa đủ, hợp lý và tương thích với quy định pháp luật về đầu tư hiện hành. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng cho biết, luật nhà ở 2023 cũng có chính sách rõ ràng để khuyến khích các thành phần kinh tế khác nhau tham gia đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, giảm bớt sự chồng chéo, mâu thuẫn, lúng túng khi áp dụng, tránh tình trạng cùng một vấn đề lại được quy định ở các luật khác nhau, tăng cường yêu cầu về sự minh bạch trong đầu tư, kinh doanh dự án nhà. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 là một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường bất động sản. So với luật kinh doanh bất động sản năm 2014, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch, công khai, đồng thời siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản. Luật đã quy định rõ ràng hơn về các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng thời bổ sung các điều khoản nhằm bảo vệ quyền lợi của người mua. Các hành vi vi phạm hợp đồng như chậm bàn giao nhà, chất lượng công trình không đảm bảo sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Khác với luật kinh doanh bất động sản năm 2014, khi luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực, các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Cụ thể, điều 63 luật kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản. Theo bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, luật kinh doanh bất động sản năm 2023 được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định thị trường bất động sản, giảm thiểu rủi ro cho người mua, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhà môi giới bất động sản hoạt động lành mạnh.
Tuy nhiên, trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng lưu ý, việc thực hiện hiệu quả luật pháp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và ý thức của các chủ thể tham gia thị trường. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video nhé. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Nhiều chuyên gia nhận định khi luật đất đai năm 2024 cùng luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản, đặc biệt về giá đất. Cùng với đó, nguồn cung sẽ dồi dào tạo động lực cho nhà đầu tư trở lại với thị trường nhiều hơn. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo báo Dân Việt, đa số các chuyên gia nhận định khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thì giá đất sẽ được xác định theo nguyên tắc thị trường, có thể khiến bất động sản dự án tăng giá nhưng khó sốt ảo. Trong đó, những quy định mới như bỏ khung giá đất, bán giá được cập nhật hàng năm và mở quyền quyết định giá cho cấp quận, huyện được kỳ vọng cải thiện việc giao, sử dụng đất và tăng thu ngân sách. Luật đất đai năm 2024 cũng quy định xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất đối với khu vực nào có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất chi tiết. Bảng giá đất sẽ được sử dụng để ước tính các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất cho cá nhân và hộ gia đình và giá khởi điểm đấu giá. Cùng với đó, quy định mới về bảng giá đất sẽ được kỳ vọng phản ánh đúng giá trị thị trường của đất, sẽ được sử dụng làm căn cứ tính thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, khác với trước đây là sử dụng giá được kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng. Các chuyên gia nhận định theo quy luật cung cầu thì giá đất có thể tăng, có thể giảm. Chính vì vậy, nhóm chính sách về đất đai là rất quan trọng. Giả sử định giá đất thời gian tới mà tăng sẽ ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất, ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau và với các quy mô sử dụng đất khác nhau. Như vậy, luật đất đai năm 2024 có quy định bằng cách đánh lùi tiếng, có thể can thiệp bằng cách phân nhóm đối tượng hoặc những chính sách hỗ trợ khác để thực hiện điều tiết. Bà Giang Đỗ, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Savills Việt Nam cho biết, một thay đổi lớn trong luật đất đai năm 2024 là mở rộng quyền quyết định giá đất cụ thể. Điều này sẽ làm tăng cường tính hiệu quả, minh bạch và thanh khoản cho thị trường bất động sản. Bà Giang nhận định, giá đất bồi thường trong giải phóng mặt bằng cho các dự án sẽ tăng cao. Điều này sẽ dẫn đến tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án phát triển tăng, rất có thể dẫn đến giá bất động sản dự án tăng để đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thuế thu nhập chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng do được tính dựa trên giá trị thị trường, giúp tăng thu ngân sách nhà nước, từ đó cung cấp thêm nguồn vốn cho phát triển hạ tầng. Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi bảng giá đất lên cao thì sự thu hút nhà đầu tư sẽ hạn chế đi. Đối với các địa phương đã thu hút được nhà đầu tư thì sẽ tính đến việc chọn lọc các nhà đầu tư chất lượng, có đủ điều kiện, có đủ năng lực thì người ta thực hiện giá đất theo thị trường. Việc ban hành giá đất phải tính cả yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và yếu tố ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Bạn thấy nhận định trên ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của CafeLand, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop CafeLand dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin CafeLand, bán nhà thần tốc.